Hello mọi người, chúng ta đến với trận đấu được đón chờ nhất, trận chung kết đôi nam nâng cao giữa Quốc Học và Vũ Thiết. Lập cầu rất tốt, điểm số 1-0 cho Vũ Thiết. Hùng nhận định trận đấu này hai vận động viên là ngang tài ngang sức. Lịch sử thi đấu thì hai vận động viên này đã từng gặp nhau 2 lần và Vũ Thiết 2 lần giành chiến thắng. Tuy nhiên tại giải đấu này thì Quốc Học đã thi đấu hay hơn rất là nhiều. Nên là Hùng tin rằng kết quả sẽ có thể thay đổi. Điểm số 2-0. Cầu ngoài sân, điểm số 3-0 cho Vũ Thiết. Trận đấu sẽ đánh 1-31. Cầu ngoài đổi điểm 1-3 cho Quốc Học. Hello mọi người xem có rõ không ạ? Mọi người xem có rõ không? Bỏ cầu chính xác, điểm số 4-1 cho Vũ Thiết. Quốc Học có vẻ nhập cuộc chưa thực sự tốt. Đập cầu ngoài sân, điểm số 5-1 cho Vũ Thiết. Thiết là học Thành Đô. Đập cầu ngoài sân, đổi điểm 2-5 cho Quốc Học. Học đánh ngáo thế, Tiến Đạt cảm ơn ngáo là như nào em? Múa. Ở trận đấu sân bên cạnh thì điểm số đã là 21-9 cho Học viện Hậu Cần rồi. Họ đánh quá hay và thực sự là rất lan xả. Tuy đang dẫn sâu nhưng họ đánh cực kỳ công hiến. Rất may mắn, rất đáng tiếc, cầu không qua lưới. Đội điểm 4-5 cho Quốc Học. Hưng Đức thua mất rồi anh Nguyễn Bảo ơi. Hưng Đức thua cặp đôi Trí Đức và Xuân Mạnh của Sipucha. Điểm số 5 đều. Cầu tốt, điểm 6-5 cho Quốc Học. Quốc Học đã cắt được dây rồi, Quốc Học bắt đầu vươn lên dẫn trước rồi. Rất hay, hai vận động viên có sức khỏe rất tốt, đua thể lực với nhau. Cao rồi, điểm số 7-5 cho Quốc Học. Điểm 7-5 cho Quốc Học. Được cầu đi. Rất bình tĩnh. Ngon rồi.
Vẫn lên, vẫn lên. Hay quá. Chém cầu rất sát. Điểm số 8-5 cho Quốc Học. Anh Thắng huy động anh em ở trong nhóm của anh Thắng xuống làm cái này cho em. Rồi không qua lưới, điểm số 9-5 rồi. Thiết có vẻ hơi hụt hơi. Thủ kê rất chắc tay. Điểm số 15 cho Quốc Học. Ok, Tiến Đạt cuối trận đọ thể lực mới biết ai ăn. Trận đấu đang diễn ra rất hay. Vũ Thiết bị điều mất nhiều sức hơn. Điểm số 11-5 cho Quốc Học. Thằng em Thiết Núi của mình dạo này không neo lúi nhiều nên yếu đi rồi. Điểm số 11-5 cho Quốc Học. Rồi không qua lưới, đội điểm 6-11 cho Vũ Thiết. Lúc nãy Vũ Thiết dẫn 5-1, 4-1. Và bây giờ thì bị bật ngược lại 11-5 và bây giờ là 6-11. Thiết mất một giây điểm. Học nó điều cầu tốt hơn, Thiết mất nhiều sức hơn. Cầu ngoài sân 12-6. Đập cầu rất tốt. Điểm 72. Điểm 13-7, Quốc Học dồn ép. Rất dồn dập. Thiết bấm quả chéo sân từ lưới về góc phải, Quốc Học toàn bị nó bổ lại nữa. Điểm số 14-7. Rồi.
15-7 cho Quốc Học. Mình không nghĩ rằng kết quả lại dẫn sâu như thế này đâu. Chiến thắng 31-19 cho cặp đôi của Học viện Hậu Cần. Họ đánh quá hay, quá xuất sắc. Một pha cầu lật lưới. Điểm số 17-8 cho Quốc Học. Học phải nói bây giờ đánh rất chắc tay và bình tĩnh. Thực sự rất ấn tượng. Cầu ngoài sân. Đội điểm 97. Đập cầu ngoài, điểm 10-17. Wow, kê cầu rất lắc. Phải nói là Học kê cầu thực sự khó chịu. Hình như đơn nam nâng cao đánh 3 set ạ. Nếu mà chưa đổi sân thì khả năng là đánh 3 set đấy mọi người ạ. Đã thiết chân hơi đuối đuối rồi. Chết chém rất hay. Cô Học thì hay không kém. Học có điều này thiết chạy hơi mệt đấy. Học điều tốt hơn. mệt rồi. Điểm số 19-10. Hello mọi người, có ai đang theo dõi live stream căn vườn 2, chúng ta chào nhau một chút được không ạ? Nãy giờ không để ý căn vườn của mọi người. Thiết đuối rồi, buông xét 1 rồi. Điểm số 20-10. Rõ ràng là Vũ Thiết đã có lợi thế dẫn điểm từ đầu, nhưng bây giờ thì đang bị dẫn ngược lại khá sâu.
21-10, set đấu thứ nhất kết thúc. Em chào anh Bùi Quân, xin chào anh Vin Vin, cảm ơn đã dùng chia sẻ. Đây set 1 cho mọi người. Xin chào anh Thanh Tùng, cảm ơn đã chia sẻ. Xin chào Hà Anh, chia sẻ giúp Hùng với ạ. Anh kia không về à? Không về à? Xin chào anh Quang Anh. Xin chào Phạm Minh Quân. Xin chào Quyền Hương Lý. Xin chào anh Nguyễn Văn Bích. Xin chào anh Hoàng Văn Nghiệp. Hello anh Phạm Văn Dũng. Phạm Văn Dũng. Ok, cảm ơn anh Trọng Lịch. Hay quá, giúp em chia sẻ để nhiều người được xem hơn nha. Việt Nam 19-26 đánh chung kết chưa? Vừa đánh xong rồi ạ. Nhưng mới đánh xong nội dung phong trào thôi, còn nâng cao chưa đánh ạ. Xin chào anh Bách Lương. Xin chào bạn Lưu Chiến Thắng. Ok mọi người, chúng ta đến với set đấu thứ hai. Xin chào anh Công Bảo. Set đấu thứ nhất điểm số 21-10 cho Quốc Học. Set đấu thứ hai hy vọng rằng Vũ Thiết sẽ tạo ra điều bất ngờ. Thiết có vẻ hơi đuối rồi. Quốc Học phải nói là điều cầu quá tốt và rất ít cầu hỏng, gần như là không có cầu hỏng. Điểm số 1-0 cho anh Trương Đức Anh. Chúng ta tập trung với trận đấu nhá. Màn chào hỏi kết thúc ở đây. Điểm số 2-0 cho Quốc Học. Quốc Học nó đẩn góc phải, Thiết phải chạy đuối chân. Nhiều anh em cứ ở mình đăng video lên YouTube thì cứ nói mình bảo gọi nó, nhưng mà thực ra thì cái từ đấy với Hùng dùng bình thường thôi. Những thằng em Hùng thì Hùng đều gọi là nó, Vũ Thiết mình gọi là nó, cũng là mình gọi là nó bình thường mà. Cây sử dụng từ mọi người khác và ý nghĩa mọi người hiểu khác Hùng, nên là đừng có vào YouTube đánh giá vào gọi nó mà lại kiểu không tôn trọng. Đập cầu tốt. Điểm số 2 đều. Quốc Học điều cầu tốt hơn. Em đợt này chuyển sang Gia Lâm mà không ở tài chính nữa anh ơi. Rồi. Điểm số 3-2 cho Vũ Thiết. Một cú đánh như kiểu giải tỏa tâm lý vậy. Đập cầu chéo sân rất tốt. Điểm số 3 đều. Cầu không qua lưới, đội điểm 4-3 cho Vũ Thiết. Anh em mình liệu có được xem set 3 không? Mấy bạn nữ chém gió hay quá Hùng ơi, em chào anh Minh Phú Sport nhá. Dạo này ít thấy anh Minh Phú xuất hiện trên chiến trường cầu lông. Ok, có vẻ set 2 hay hơn rồi. Hy vọng Vũ Thiết thắng set 2, chúng ta xem set 3. Ăn. Rồi. Điểm số 5-3 cho Vũ Thiết. Vũ Thiết nhập cuộc set 2 đã có vẻ tự tin hơn. Quyết tâm của Vũ Thiết đang được thể hiện rõ trên nét mặt, trên từng đường cầu và cách đánh cầu của anh. Vũ Thiết tại giải đấu này đăng ký thi đấu cả hai nội dung, đơn nam nâng cao và đôi nam nâng cao. Ở nội dung đôi nam nâng cao thì Vũ Thiết đã để thua ở bán kết trước cặp đôi của Bộ Công an, tuy nhiên thì vẫn được giành giải ba. Và đây là nội dung thứ hai mà anh tham gia thi đấu. Chung kết đôi nam dưới 18 đánh rồi anh ơi. Đôi chưa đánh nhé bạn ơi. Đơn trận này hay mà.
Hiệp số 4-5. Phong cầu ngoài sân điểm 5 đều. Thủ cầu rất hay thì Quốc Học. Rất đáng tiếc. Vũ Hữu Thiết có vẻ đuối rồi. Đang có sự khác nhau hình ảnh giữa hai vận động viên. Quốc Học thì phải nói là tập luyện rất chăm chỉ và quyết tâm. Vũ Thiết thì dạo này ít chơi và cũng hay vui quá độ, thỉnh thoảng làm vài lít lúa mạch, nước lúa mạch, nên đâm ra là dạo này thể lực có phần đi xuống nhiều. Nói Quốc Học dạo này đánh hay thật, đánh chắc và điều cầu rất tốt luôn. Đập số tốt thì Vũ Thiết điểm số 6 đều. Chung kết nam nữ 19-26 ở nội dung phong trào đánh rồi, còn nội dung nâng cao chưa đánh anh ơi. Hùng chọn cái góc như này, góc hơi xa và Hùng zoom lại nhìn nó hơi mờ một chút, mọi người thông cảm nhá. Tại vì góc thẳng thẳng kia thì có chói cái cửa. Ép cầu rất nhanh. Điểm 7-6 cho Quốc Học. Quốc Học rất đang muốn kết thúc trận đấu. Quốc Học đang rất muốn kết thúc trận đấu này trong vòng 2 set. Vũ Thiết cũng đang rất quyết tâm để có thể gỡ hòa. Liên tục những pha tấn công. Kê cầu không qua lưới. Điểm số 8-6 cho Vũ Thiết. Phản cầu tốt, cầu trong sân. Điểm số rút ngắn 7-8 cho Vũ Thiết. Hải kèo độ nào rồi? Nhưng mà chấp 5 là chấp 5 theo kiểu như nào? Anh tưởng một xếp 31 thì chấp 5. Nhưng mà đánh mấy set mà? Tức là tính từng set một đấy gì? Em vừa ăn cả set một rồi. Chắc lại hòa vốn rồi. Chắc lại hòa vốn rồi. Điểm số đang là 8 đều, rất ngang tài ngang sức. Chém cầu ngoài sân mất rồi. Điểm số 9-8 cho Vũ Thiết, 9-8 cho Quốc Học. Bom. Thủ cầu rất hay được Vũ Thiết. Bom lại. Liên tục ép cầu. Vẫn không dám bỏ. Vẫn thủ được, hay quá. Hai vận động viên đang cống hiến cho chúng ta một đường cầu rất hay. Ai sẽ giành chiến thắng trong pha cầu này đây? Sẽ là một đường cầu dài hơn chăng? Vẫn còn. Rất tự tin. Rất bình tĩnh. Về cầu ngoài sân mất rồi. Số 18 cho Quốc Học.
Sự tài xác định cầu trong sân, điểm số 11-8 cho Quốc Học. Thiết nhìn có vẻ đuối rồi. Học đánh vẫn cảm giác thể lực vẫn rất chắc. Thể lực của Quốc Học so với trước phải nói là cải thiện hơn rất là nhiều, như sự khéo léo, chuẩn xác và tinh thần thi đấu. Thủ cầu rất chắc tay, không lao. Điều cầu rất tốt. Điểm số 12-8. Hải bắt đầu thấy vui vui Hải nhở. Điểm số 12-8. Cài cầu rất sát lưới. Tôi điểm 92 cho Vũ Thiết. Cầu ngoài sân. Điểm 10-12. Hello mọi người, quên không nhờ mọi người chia sẻ giúp Hùng. Mọi người chia sẻ giúp Hùng để nhiều người được xem hơn nha. Vũ Thiết và Quốc Học đều là hai vận động viên rất nổi và rất nhiều người muốn xem họ thi đấu. Cầu không qua lưới, 13-10 cho Quốc Học. Cầu lắc lưới vẫn còn. Cầu động viên phải nói là có cảm giác cầu thực sự rất tốt. Và lưới xuất sắc. Từ điểm 11-13. Một đường cầu rất hay. Thằng em Vũ Thiết đi đánh cầu không mang theo đồ gì, mỗi cây vợt, một cái áo, không có khăn lau mồ hôi luôn. Khả năng là phải tài trợ cho thằng em nó một cái khăn thôi. Điểm số 11-13, rất hay. Ở sân bên cạnh thì ban tổ chức vẫn chưa cho diễn ra trận đấu tiếp theo. Xin mời trưởng đoàn của Đại học Giao thông Vận tải về bàn ban tổ chức và trưởng đoàn của trường Đại học Lâm nghiệp về bàn ban tổ chức. Thank you.
chìm sò. Đập cầu rất căng. 14-11 cho Quốc Học. Đập cầu cũng rất căng từ Vũ Thiết. 12-14. Thiết nó lấy đâu lực đập mạnh phết. Cài cầu lật lưới, rất may mắn. Nói dạo này Quốc Học cài cầu lắc khó chịu thật. 15-12 cho Quốc Học. Chém cầu rất tốc độ. 13-15. Và chém cầu đầy cảm giác. Lại đến lượt Quốc Học ghi điểm. 16-13. Rất cố gắng. 14-16. Mỗi vận động viên ăn một điểm, cứ thay nhau. Nhưng khoảng cách thì vẫn là 2 điểm. Vũ Thiết cần phải ghi nhiều điểm số hơn nếu muốn giành chiến thắng. Đập cầu tốt. 17-14 cho Quốc Học. Hai bọn em cầm tiền còn chưa nóng tay. Quốc Học hôm nay cài lưới lắc rất nhiều. Nó cảm giác cài lưới tốt thật. Hay lắm Thiết. Bom. Vẫn còn. Ở đấy Thiết đập hơi yếu. Hay quá. Quả này phải lên TV mới đúng. Non rồi. 18-14 cho Quốc Học. Hai vận động viên quá khỏe. Đúng rồi, 21.3 thôi. Chấp 5 là căng đấy. 5 là mới đầu em tưởng là 31. Tưởng là 31. Đấy, em điểm số đang là 18-14. Trong set đấu thứ nhất thì chiến thắng cho Quốc Học. Set đấu thứ hai Quốc Học đang dẫn 18-14. Thiết đánh cũng rất hay nhưng phải nói là Quốc Học còn hay hơn. Bây giờ Học nó chấp mình khoảng 17 quả, không biết là có ăn được không. 17 chắc 21. Quốc Học gặp Spurs Hùng hôm nay anh em bắt kèo nhá. Trên sân số 2 ở nội dung đôi nam nữ nâng cao chung kết Mai Nam của trường đại học thể dục thể thao gặp Thắng Nhung trường thể thao 10 tháng 10.
rất tiếc. Một pha thủ cầu thiếu lực 19-15 cho Quốc Học. Vẫn qua, rất cố gắng từ Vũ Thiết. 16-19. Hải chuẩn bị trả lại tiền nữa Hải. Em nào vừa I love you nhỉ? Chụp ảnh lại cái. Tí nữa bảo Thiết lên. Hai mươi mười sáu. Cầu ngoài sân. 21-16 cho Quốc Học, chiến thắng trong vòng 2 set. Vũ Thiết đã thi đấu rất cố gắng, cũng đã thi đấu rất hay, nhưng Quốc Học còn hay hơn. Đó cũng là một phần do công sức tập luyện, công sức khổ luyện hàng ngày của Quốc Học. Theo Hùng thì Vũ Thiết đã đánh một trận đấu rất hay rồi, cũng không có gì để nuối tiếc cho lắm. Chỉ là Quốc Học đã vượt qua khả năng chiến thắng của Vũ Thiết.